Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả series minigame. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em cái minigame Fit Us Spa. Thì mình không biết trò này là trò gì, thì mình thấy ở trên i8. Thì anh em có thể lên i8 để chơi Fit Us Spa nhá. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ chơi. Và hình như cái trò này có cheat hay sao ấy, upgrade. Wow, smell scare, smell your fin, seed, toy, spin. Thế là đuôi. Ok, hình như có cheat hay sao ấy, anh em ạ. Nhưng mà thôi mình sẽ chơi bình thường. Ok, Fit Us Spa. Sing hai bot with the... Ok, go. Hit bot to sing them. Trời đủ. Wow. Wow. Con này nó ăn được. À, nó ăn cá bình thường thôi, giống như kiểu cái gì đấy. Ê! Cu này, anh em nhìn cu này. Đây đây cu. Hai. Ui. Ủa, mình vừa thấy con mẹ kìa. À! Ủa mày vậy. Lêu lêu. Lão cu. Chết mẹ rồi. Mười xét gì đây? Fail rồi. Mình phải làm gì? Con này có khả năng gì à? Ơ? Sinh hai bot. Ok. Ok. Hay. Mình không để ý xét cái định mệnh. Mê. Lại nào. À, lại. Sinh hai bot. Ok, đánh chim hai tàu. Xuân đến bên em yêu người. Mày xuống đây. Cái sức mạnh. Wow. Mày này sinh hai bot. Ok, ăn được không? Không ăn được hả? Ui vãi lệnh. Ô, mình cắn được con này à? Mình không ăn được nó. Good, ok. Hết thời gian là mình được thưởng. Go. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta sẽ làm gì? Kill ba people. Ok, đơn giản thôi. Ủa, con này cắn cả cá mập à? Có voi sắc dây bay. Ok. Chúng ta được 1 lít máu rồi. Thuyền đâu? Anybody thuyền. Thuyền đâu? Đây. Bố thấy được nha con. Cái gì vậy? Ok. Bựa nhỉ? Đây rồi. Xuống đây. Hi there. Ăn người gì ta? Ăn người kiểu gì men? Cái này mình không ăn được người. Ta thấy mình còn bị bấm nhầm cơ. Trời ơi, hôm nay tôi bị làm sao vậy? Không thể nào, vô lý. Sư mày héo ngoài luôn. Đây rồi. À, lao qua lao lại, ok. Ôi, đâu rồi? Hơi. 12 xẹp, 12 xẹp. Đây rồi. Wow. Yeah, trước khi thời gian hoàn thành hết thì mình upgrade cái gì? Cái này. Smell jaw. Ok, mình có răng rồi anh em ơi. Smell fin. Hết mẹ tiền rồi. Ok, let's go. Chúng ta phải thu thập máu để chúng ta có thể có tiền để ăn fire hay cheese. Ok. Tìm hai cái cheese sure. Moto can slide you. Ok. Moto có thể giết bạn. Đấy rồi.
mày. Mochisu này, láo đấy, con này bựa vậy. 2 các bạn. Cái này trời, mình tưởng cắn mà nó không cắn mình, hóa ra nó thấy mình nó vẫn đập được. Trời động. Đây đâu nào. Ta da 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 da. Ôi. Ôi, xuống đây, mình còn đi lấy thời gian nữa. Láo. Slide hộ bố mày đây rồi. Tăng. Xuống luôn. Nhanh lên. Đây rồi. Tăng. 1 giây. Ok. Đi vậy. Sao con đi cắm một bên nó cứ cắm đau vậy? Are you serious? Bitch. Tại sao mày cứ cắm tao vậy con cắm mập này? Bitch. Damn it. Ok. Thằng đầu tiên. Trời đất ơi. Người lạ ơi. Xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Mày con này. Chơi bố mẹ. Chi xua được rồi. À cái quên. Cái bình. Bình ghế rồi. Ờ. Không thấy cái hòm đâu cả. Định mệnh. Trời ơi. Không thấy cái hòm đâu cả. Mày bị điêu à? Ok. Click to boost. Đây rồi. Mày thế tí dụng. Ok, 15 set. Đục cái bọn này đi. À mình có một cá thể nữa này. Trời đậu. Làm sao cu. 2. Người lạ ơi, còn xương thôi. Con này, con đàn bà hung hãn. Mày chết này. Ok. Giờ chúng ta sẽ đi tìm thêm một cái boost nữa. À quên, cái dương nữa. Đâu rồi? Ê, tao qua kia đã. Ok. Lên đã được không? Ok man, bây giờ tao phải giết người đây. Let's go baby. Đi mạnh con này. Chưa tao à? Người lạ ơi, xin hãy cho tôi mượn bờ vai. Đi mạnh cho mày. Láo. Ôi. Trời ơi, cái trò này nó khó điều khiển lắm mà. Thôi, ok rồi, good rồi. Bốc thâu là gì? À, hướng dẫn à? Upgrade này. Smell. Mình ngửi được anh em ạ. Mình ngửi được rõ hơn. Chúng ta nhiệm vụ tiếp theo là gì? Singapore into the ravine. Đi đâu đây? Chào baby. Mình gửi được người nè. Hơi. Bái cưng. Hay rồi. Alu ác ba này. Đi mẹ con cá mập này. Để mình ăn tất cả rồi. Phê đấy. Singapore into the ravine là cái mẹ gì? Trời ơi. Bây giờ mình ngửi thấy mùi người rồi. Nó đi đâu vậy? Cái này. Mẹ mày bị điên à con Piraha này? Mày bị rồ à? Mày cắn tao vậy?
Rescue on the Scuba Drive. Ok, tìm xem. Ôi nó ăn mẹ mất con đấy của mình rồi. Scuba Drive. Trời đâu. Scuba Drive là cái thuyền đấy. Ok. Đây là vịt. Thuyền, vịt, thuyền, vịt, thuyền, vịt này. Chết đi mày. Sao nó cắm vào nút ra đi hoài vậy? Scuba nào. Giết tất cả, đánh chim tất cả các con này. Trong này có cái. Đấy, mình biết ngay mà. Mẹ, cái trò này nó khá là điều khó là điều khiển đấy. Chứ không phải là nó nhạy đâu. Nó nhạy thì mình sẽ chơi kiểu chỉnh chu hơn. Scuba là bình nén khí thơ lặn. Ok, chúng ta phải tiêu diệt cái thằng thơ lặn. Thật sự dễ hỏi đầu tiên. Chui mẹ vào đây tao giết kiểu gì. Đùa, có những lúc nó đánh đố mình thật sự. Mẹ có gì cả. Ai, mày tuổi chi mà con. Ok. Cố lên giết nó đi. Mình hoàn thành nhiệm vụ này. Đừng vào đấy. Nó bị điên à, con lợn này. Ok. What the hell. Mình giết nó rồi mà. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, bình luận ở phía dưới và đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.